Nhà thiết kế chính máy bay ném bom Su 34, ông Roland Matuzrosov vừa qua đời ở Moscow, Nga, hưởng thọ 84 tuổi. Trong tiểu mục Đời sống quân sự ngày hôm nay, mời quý khán giả và các đồng chí cùng chúng tôi nhìn lại sự nghiệp của nhà thiết kế máy bay lỗi lạc này. Ông Roland Gugenovich Matuzrosov sinh ngày 6 tháng 10 năm 1935 tại Moscow. Ông tốt nghiệp Học viện Hàng không Moscow năm 1959 và bắt đầu làm việc tại Cục Thiết kế Sukhoi, phụ trách việc phát triển máy bay ném bom cất cánh thẳng đứng. Đây cũng là nơi ông Matuzrosov đóng góp lớn cho những mẫu máy bay nổi tiếng thế giới, khởi đầu là những chiếc máy bay ném bom chiến đấu Su-7 và sau đó là tiêm kích Su-15. Tiếp đó, ông bắt đầu gia nhập nhóm sản xuất máy bay ném bom T-4 cùng Tổng công trình sư Pavel Sukhoi. Đây được coi là chiếc máy bay sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến nhất thời Liên Xô cũ và nhiều hệ thống trong đó vẫn được ứng dụng vào tiêm kích Su-35 hiện nay. Ông Matuzrosov còn tham gia quá trình phát triển các mẫu máy bay nổi tiếng khác như Su-24, Su-27 trước khi được trở thành nhà thiết kế chính của dự án máy bay P-42. Đây là phiên bản thế hệ đầu dùng cho thử nghiệm và chuyên được dùng để phá kỷ lục. Trong những năm 80, các phi công của Sukhoi đã sử dụng máy bay này để thiết lập 40 kỷ lục thế giới về độ cao và tốc độ, trong đó 12 kỷ lục đến nay vẫn chưa bị đánh bại. Tuy nhiên, đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của nhà thiết kế Matuzrosov phải là máy bay chiến đấu Su-34 do ông làm thiết kế chính vào năm 1991. Trong những năm cuối đời, ông Matuzrosov đã nghiên cứu cải tiến kỹ thuật hơn nữa cho Su-34. Đây là thế hệ máy bay 4 cộng của Nga có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm. Máy bay Sukhoi 34 có khả năng đạt tốc độ tối đa lên đến 2.000 km/h, bán kính chiến đấu là 1.100 km, được trang bị 12 điểm treo vũ khí với tổng khối lượng vũ khí lên đến 8 tấn. Với khả năng mang được khối lượng vũ khí lớn như vậy, Su-34 được giới quân sự Nga đặt cho biệt danh là xe tăng bay bởi sức mạnh hỏa lực ghê gớm của chiến đấu cơ này. Su-34 được trang bị các loại vũ khí chính xác cao, tấn công đa dạng các mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển. Su-34 còn có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc. Đây là loại máy bay chiến đấu đầu tiên của Nga được trang bị radar với tầm phát hiện mục tiêu là 250 km. Radar này cũng có khả năng lập bản đồ mặt đất ở cự ly 150 km. Nhờ những đóng góp của mình, ông Matuzrosov được nhận danh hiệu Anh hùng lao động Nga, Huân chương Hữu nghị, Huân chương Alexander Nevsky và ông cũng là nhà sản xuất máy bay danh dự của Liên Xô.